Về bộ mã máy siêu ốc mở bu lông rồi, mã mày khoan hàng công ty giá rẻ quá, có vài trăm ngàn thôi các ơi, mà cực kỳ chất lượng nha, bảo hành 6 tháng luôn. Đây, ngoài ra này, về cả cái khối pin 20 cell này mà giá công ty phải nói là giá chào hàng tới khách hàng luôn. Dùng quạt, dùng đèn, dùng bu lông, dùng máy mài máy cắt ok la luôn cho em nhá. Tham khảo giúp em, cần mã nào có thể liên hệ luôn. Ơi, quá trời các mẫu về hàng rẻ mà chất lượng luôn đấy ạ. Các bác ơi, ngày hôm nay em về này, một bộ mã máy siêu ốc mở bu lông của Bosun 330 new này, rồi là 380 new có đầy đủ phụ kiện, hoặc là mã máy khoan 10 ly mà ba chức năng đầu lốc khóa trục tua tốc rất là nhanh. Phụ kiện thì quá trời đồ luôn mà giá rẻ bèo luôn, có vài trăm cành các bác ạ. Rồi là quạt pin, mùa này thì nóng bức mùa hè, quạt pin đúng thực sự là chân ái của đời luôn các bác ạ. Đây, lên cho em này. Lên cho em một mã máy khoan đầu kẹp 10 ly của Bosun nhá. Wow, thực sự luôn, con này về nhà nhìn phát là kết luôn đúng không ạ? Nhìn phát là yêu liền. Đây, gắn cho em này. Gắn cho em vô khối pin trong phổ thông. Nghe em tiếng máy. Nghe không em, cái vòng tua tốc máy con này nó đã không ạ? Đầu kẹp 10 ly nhưng mà nó là ba chức năng này. Khoan sắc khoan gỗ được này, bắn vít bằng tôn hay là có búa để hỗ trợ mọi người có thể mang đi khoan tường luôn cho em. Bosun thì hàng công ty rồi, bảo hành cho mình là 6 tháng trên toàn quốc nha các bác. Motor là motor Brulette không chổi than. Đây này, điều tốc rất là mượt nha, tốc 1 cho em đây. Ở đây điều tốc, đây là cò điều tốc cho em nhá. Muốn nhanh, muốn chậm tùy điều chỉnh luôn cho em. Trời ơi, hai công tác để mọi người gạt. Mọi người có thể để tốc số 1 hay tốc số 2, tốc độ nhanh chậm cho em ở trên phía trên thân nhá. Con này thì pin của nó sẽ là khối pin 5 cell nhưng mà là chân pin phổ thông nha các bác, chân phổ thông, chân M21 Magna. Mã này thì phải nói là thực sự luôn là các bác về bắn vít bắn tôn này, các bác nhà em gọi là làm đồ điện tử, đồ điện dân dụng rất là ok. Hay mà muốn dùng gia đình mà cần con máy ngon, hàng chất lượng mà lại còn rẻ nữa thì cút luôn con này luôn các bác. Pin thì có báo pin và chân phổ thông. Đói quá trời luôn. Ơi pin ơi, hai quả của nó đây nha các bác. Rồi là hộp đựng nó còn có phụ kiện đầy đủ luôn. 20 gấp trượt 3 chức năng, cùng em xem thông số của nó này. Tốc chậm là 550 vòng và tốc nhanh là 1650. Và khi mua máy chắc chắn là phải nhớ một điều là nhớ cái mã máy của nó. Con này là con 1065BL, Bosun 1065BL các bác nhá. 10 ly mà ba chức năng đầu lốc khóa trục ngay vòng tua tốc máy đã quá cơ. Con này bắn vít bắn tôn thì thực sự là rất là ngon. Logo sập nổi. Thì giá thì hiện tại tới tay khách hàng em, giá là giá trị ân, giá bán tương tác luôn rồi mọi người ạ. Giá có 650 ngàn một bộ nhá. Đó, em bao ship bảo hành 6 tháng cho các bác. Thì các bác sẽ cùng em đi test thử con này để xem là thực sự nó có ngon như lời em giới thiệu không nhá. Ok các bác nhá, em sẽ dùng cái con mã 1065BL của Bosun. Em gắn mũi vít và test chức năng bắn vít thử cho mọi người xem luôn nhá. Đó. Thực sự luôn các bác ơi, để tốc nhanh mà phải nói là cũng khá ngọt ngào luôn đấy các bác. Dùng vít 3 ke bắn không phải nói là quá ok luôn mọi người ơi. Sau đây thì em sẽ dùng con 1065BL của Bosun, em test chức năng bắn vít gỗ cho mọi người nhá. Em đã lắp đầu từ tôn rồi, và sau đây thì em sẽ test vít gỗ cho mọi người thử xem luôn nhá. Cho em nhé, khi mà các bác để mà cái bắn vít tôn mà mũi dài quá, các bác có thể chuyển sang tốc chậm cho em nhé. Các bác sẽ cùng em khoan cạch với con 1065BL của Bosun các bác nhé.
Đó, cực kỳ ok luôn mọi người ạ. Các bác sẽ cùng em test chức năng khoan sắt với con mã máy Bosun 1065BL nhá. Thấy chưa? Ôi trời ơi, thực sự luôn, con máy mà có hơn 600.000, giá rẻ quá mà chất lượng phải nói là bao ngon luôn. Mà lại còn hàng công ty bảo hành 6 tháng nữa. Mọi người đang có nhu cầu một cái mã sản phẩm về khoan, về bắn vít, ơi nhỏ gọn, tiện dụng, làm trên cao, làm trên mái, tua tốc nhanh thì quất ngay con này cho em. Giá có 650 là em bao phí ship toàn quốc luôn rồi mọi người ạ. Ngoài ra ngày hôm nay thì em cũng về phục vụ tất cả quý khách hàng em một mã máy bu lông của Bosun. Con này là hàng công ty họ làm, giá nói chung là nó rẻ, phải nói thực sự là nó rẻ, nó phải chăng đem ra thị trường để mọi người có thể cạnh tranh với thị trường là thứ nhất. Cái thứ hai để phục vụ khách hàng nào mà đang cần một bộ mã máy siêu ốc, giá rẻ vừa phải thôi, vừa túi tiền, ai cũng có thể quất được, ai cũng có thể mua được, thì lấy con này cho em. Con này là em mới về là em đã có video em test này. Đã làm với em test thực tế bắn chiếc ốc mỏ bù lông cho mọi người xem rồi. Rồi, dòng đầu giống 2 trong 1 nhá. Vừa chiếc ốc được, vừa vít, vừa tôm. Với lực của nó là 330 nhiêu các bạn. Rồi, đây là tốc số 1 cho em này. Và tốc số 2. Hai cấp chỉnh tốc các bác có thể tùy điều chỉnh cho em nha mọi người. Đây, dòng đầu giống như thế này. Mà giá hiện tại thì chỉ có là 550.000. Gồm một thân máy, hai khổ pin, pin phổ thông nhá, chân pin phổ thông, chân M21, chân pin Makita các bác ơi. Rồi, một sạc, một hộp đựng này còn có cả cái khẩu 22 thế này luôn. Wow, giá thì rẻ, hàng công ty, trời ơi, thực sự luôn, con này em số lượng còn ít thôi. Con này là số lượng em còn rất là ít, nên các bác nào có nhu cầu thì có thể nhanh tay. Con này gọi cho em là con Bosun 330 new các bác nhá. Đó, Bosun 330 new này. Rồi, thực sự luôn, dòng đầu rỗng, cò điều tốc đầy đủ luôn. Muốn bắn vít bắn tôn là gắn trực tiếp đầu vít đầu tôn vô đây cho em. Và con này em đã có video test thử luôn rồi. Giá có 550 thôi, số lượng hình như còn có một thùng hay hai thùng thôi các bác ạ. Ngoài ra con này phải nói là muốn cái lực siết nó lớn hơn, nó khỏe hơn một chút thì tham khảo cho em đây. Tham khảo cho em là cái con Bosun. Bosun 380 Newton các bác ơi. Trời ơi, thực sự luôn, con này là không ngon, nó không lấy tiền luôn. Nhìn phụ kiện của nó các bác ơi. Phụ kiện nha, có khẩu 14 này, 17, 18, 19, 22. Có đầu chuyển vít này, đầu tôn 6, 8, 10, 12 này. Có cái mũi khoan này. Rồi, con sâu vận vị trí khó cho em luôn. Đó, rồi là có cả những cái mũi vít 3K, hai cạnh, bốn cạnh, rồi là lục giác luôn. Con Bosun này thì thực sự ra là em bán quá trời nhiều luôn rồi các bác ạ. Thứ nhất là hàng công ty, mọi người sẽ được bảo hành 6 tháng cho em. Hai khối pin này, pin là pin 10 cell chân phổ thông này, có báo pin nhá. Đây, một sạc bàn, một hộp đựng và có cả nấc gài máy đi kèm theo luôn nhá. Có thể bác nào muốn siết ốc ngon, chất lượng mà muốn bắn vít bắn tôn, ok la lực siết khỏe thì tham khảo mã này luôn cho em. Với lực là 380 new mà. Rồi, tốc số 1 cho em đây. Tốc số 2 này, và tốc số 3. Đó, hàng công ty thì mọi người sẽ được bảo hành 6 tháng cho em. Nên là khi các bác anh em đi bắn vít, bắn tôn, mang đi siết ốc thì quất con này phải nói là đáng đồng tiền bát gạo luôn. Có đường gân chống trơn trượt cho mọi người, phụ kiện đầy đủ mà lực 380 new nha các bác. Tốc 1 này 1.600 này, tốc 2 2.001 và tốc 3 là 2.800 vòng. Giá hiện tại chỉ có 950.000 em bao phí ship. Mọi người nhận hàng thì sẽ đều được kiểm tra hàng cho em là trước khi thanh toán nhá. Trời ơi, mã này là máy khỏe, pin ngon, hàng chất lượng và phụ kiện đầy đủ luôn. Mà hàng công ty bảo hành 6 tháng rồi, giá thì đúng là tầm này quá bèo luôn rồi các bác ạ. Ngoài ra thì ngày hôm nay em cũng về rất là nhiều những cái khối pin này. Pin 20 cell của Bosun quá nhá. Rồi, các bác dùng với bu lông cũng được này, máy mài cũng được, máy khoan hay là quạt pin, đèn pin tầm này quá ok luôn nhá. Con này là em đã có test này, em test trên cái quạt này, quạt nhỏ gọn Bosun này.
xài liên tục được là khoảng 11 tiếng 45 phút với tốc cao nhất. Còn nếu mà tốc chậm thì khoảng tầm 13 đến 14 tiếng cho em thực sự luôn. 20 xe của Bosun. Công ty phải là giá này là giá để chào thị trường. À, rất là rẻ nhá. Có 350 một quả thôi. 350 ngàn một quả 20 xe. Em bao ship và bảo hành 6 tháng cho mọi người luôn. Giá rẻ thế này mà còn hàng công ty bảo hành 6 tháng luôn. Quá chất lượng luôn. Ngoài ra tầm này nóng bức 36, 37 độ nhiều khi lại còn mất điện. Đi chơi picnic mà không có cái quạt này thực sự ra với các bác nhà rất là nóng luôn. Quạt pin Bosun ơi. Con này thì thứ nhất này, nó có công tắc xoay được này. Rồi, thứ có núm chức năng xoay được. Thứ hai là có hai tốc này, tốc 1 cho em này và tốc số 2. Tùy điều chỉnh luôn mọi người nhá. Mà đi chơi du lịch picnic xa xôi thì phải nói là chuẩn bài của nó luôn. Wow. Rồi, con này nếu mà có pin rồi thì các bác có thể sắm một cái thân quạt nhá. Có pin rồi thì có thể sắm một thân quạt như thế này. Còn nếu mà chưa có pin thì quất ngay nguyên một bộ một combo cho em. Xài liên tục khoảng tầm 11 tiếng 45 phút đến 13-14 tiếng luôn. Rồi, quá ok này. Thân quạt Bosun xoay được có chỉnh tốc giá 230 ngàn một thân. Ngoài ra pin 20 cell này nó sẽ là 350 này. Tính ra là 580 đúng không ạ? Nhưng một quạt này, một pin này và một sạc cái này. Tính combo cho mọi người có 600 ngàn thôi và em bao phí ship nhá. Nóng bức của ngày này thì quạt pin phải nói thực sự là chân ái của cuộc đời luôn các bác ạ. Thì ngày hôm nay các bác nào có nhu cầu mã máy bu lông xít ốc này, hay có nhu cầu mã máy khoan, có nhu cầu pin này hay là quạt pin thì có thể alo trực tiếp cho nhà em. Tầm này giá phải nói là bao rẻ luôn rồi các bác ạ. Các bác có nhu cầu liên hệ cho bên em qua các đầu số là 0929 826628 hoặc 0369826628. Thì cửa hàng nhé, mở Lý Nhân Hà Nam, mọi người ở gần có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng nhá. Em xin chào tất cả mọi người ạ.